không có quá nhiều điều để nói về MU vào lúc này, bởi chẳng có gì ngoài những nỗi thất vọng. Sau khi thắng Brentford với tỷ số 3-0 trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Old Trafford, thầy trò Ralph Rangnick lại dội một gáo nước lạnh về phía người hâm mộ bằng trận thua bạc nhược 0-4 trước Brighton ở trận đấu kế tiếp. Hiện tại, MU cũng đã không còn cơ hội tham dự Champions League khi bị Arsenal và Tottenham bỏ quá xa. Thay vào đó, Quỷ Đỏ cần điểm để chắc chắn được dự Europa League. Chuyến hành quân tới sân Selhurst Park ở vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định tất cả. Về phía đội chủ nhà, Crystal Palace đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, một vị trí không phải lo xuống hạng, cũng chẳng màng tới cúp châu Âu. Trận đấu tới, với lợi thế sân nhà, thầy trò Patrick Vieira sẽ làm mọi cách để giành trọn vẹn 3 điểm như một lời tri ân với khán giả nhà trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Cả hai đội sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Ronaldo vẫn sẽ là người chơi trên vị trí cao nhất trong đội hình của đội khách, trong bối cảnh mà Quỷ Đỏ vẫn cần đến sự tỏa sáng của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong những thời điểm quan trọng. Bên phía Crystal Palace, huấn luyện viên Patrick Vieira cũng có nhiều sự lựa chọn trong đội hình. Trong số đó, Zaha là cái tên đáng lưu ý nhất khi đã ghi 13 bàn cho The Eagle mùa này. Tỷ lệ đối đầu giữa hai đội trong 5 lần gặp nhau gần nhất khá cân bằng. Cả hai đều có 2 trận thắng trước đối thủ và hòa nhau 1 trận. Về phong độ, đội chủ nhà đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng. Còn với Manchester United, việc liên tiếp phải gặp các đội bóng lớn đã khiến họ có tới 4 trận không thắng trong 5 vòng đấu đã qua. Trận đấu này có tỷ lệ kèo Manchester United chấp Crystal Palace 1/4. Tuy MU không có được phong độ quá tốt, nhưng với việc sẽ chiến đấu cho một tấm vé giữ cúp châu Âu, khả năng Ronaldo và các đồng đội sẽ có được chiến thắng vẫn là khá cao. Có thể đặt niềm tin vào thầy trò Ralph Rangnick trong kèo đấu này. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/3/4. Có thể thấy rõ rằng MU đang có phong độ thấp hơn so với đội chủ nhà. Cả hai đội cũng có hiệu suất ghi bàn không cao trong những trận đấu đã qua. Ở trận đối lượt đi, MU cũng phải rất vất vả mà có được chiến thắng tối thiểu. Vì thế, khả năng ở trận lượt về này cũng sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi đến từ cả hai. Dự đoán của báo Thể thao và Văn hóa, Manchester United thắng Crystal Palace với tỷ số 1-0. We'll be right back.